giới thiệu các bác hai bức ngồi Di Lặc ngồi gỗ sụn sụn sần hương, hương sần hương sụn. Cái này toàn bộ là những cái gốc. Hai bức này thì nói chung là nó cũng như nhau, mọi người thích lấy bức nào thì lấy. Bức này thì gọn gàng hơn chút, còn bức này thì là nó hoành tráng hơn, rộng rãi hơn, to hơn. Nhưng mà cân phôi thì bằng nhau. Toàn bộ là hương sần, hàng là hai bức này làm liền 100% nhé. Không có chắc cái gì cả. Toàn là những cái gốc hương. Bức này hai bức này rất là to, liền 100% và cũng không có chắp ghép cái gì cả. Em nó quay qua giới thiệu qua mọi người nhé. Để em sẽ quay cái bức đầu tiên, bức số 1 này này, đây bức số 1. Thì cam kết cho mọi người nó là những gốc hương. Cái gốc này thực ra nó còn bám lu cơ. Nhưng mà lu thì thôi mình không để ý. Nó bám lu làm nó cũng không nhiều lu đâu. Cái chất gỗ thì đây mọi người nhìn đây này. Thực tế mọi người nhìn cơ. Thì mọi người cái này nó hơi bụi chút nhá, nhưng em nhìn mọi người nhìn cái chất gỗ. Đây. Nó phải thực tế, mọi người nhìn thực tế cơ. Thì các bác sẽ thấy là cái chất gỗ của bức này rất là đẹp. Rất là đẹp luôn mọi người nhé. Rất là đẹp. Rất đẹp này. Không có tí vết luôn nhé, toàn bộ là sần sụn hết. Cái này đâu còn rơi. Còn rơi. Còn cái tóc này. Đây là nguyên một cái gốc. Bức này thì rất là to, nó có cái độ sâu, cái độ sâu rất là sâu luôn. Chất gỗ thì nó những cái hàng gốc này thì cái chất nó dã man lắm. Nó dã man, đây là củ sâm. Củ sâm. Đây em xem. Cái độ dày của cái bức này. Đây mọi người có cái bàn kẹp các bác đây và mình nhìn thế này. Cái ngang này chúng ta sẽ thấy là cái phần sần nó rất là nhiều, nó lên rất là nhiều luôn. Phần sần nó lên rất là nhiều. Đây. Sần lên rất là nhiều luôn. Mọi người ngắm thực tế cơ. Đây nguyên một cái củ, một cái gốc, nó là một cái gốc hương rất là to đấy, cái liền hết. Cái này nó là nu này này, những cái chân nu này. Liền hết mọi người nhé. Này thì rất là to rồi. Bức hương to này thì mà đẹp này thì trên thị trường bán cũng khá chát. Chiều rộng 70 mọi người nhé, chiều rộng 70. Cao là 43. Và chiều sâu rơi vào tầm 50. Rộng 70 đấy, rộng 70, cao 43 và sâu 50. Hai bức này thì bằng tiền nhau nhá. Bằng tiền nhau. 4,6 triệu một bức, các bạn lấy bức nào lấy. Chất gỗ thì em đảm bảo mọi người luôn nhận hàng phê mê ly luôn. Phê mê ly luôn. 4,6 triệu, gỗ thì nó phải rơi vào tầm khoảng hơn 2 đồng rồi. Gỗ một bức này nó phải tầm khoảng 2,6 đồng, 2,7 đồng. Tầm 2 đồng 7 đấy, phun phẹp nó lên tầm gần 3 đồng rồi. Bán 4,6 triệu thì công cám thì lấy công lãi thôi. Vì nó to này, quy một cái gốc này thì nó toàn 6-70 cân gỗ. Như cục này nó phải rơi tầm 70 cân, 70 cân này. Bức số 1 đến bức số 2 này. To chưa? Vâng. À, mọi người nhìn cái da gỗ này. Đây này. Cái da sụn này mọi người nhìn chưa? Ánh chớp này. Chất gỗ này, hương tàng chất kinh lắm, hương tàng một vần nó nuột lắm, liền hết nha mọi người, liền hết. Bức này về mọi người nhận hàng nha, nó sần hết luôn, sần chắc em phun chay MI 100% nó không có mảnh bóng nha. Không nằm bóng nha mọi người nhá. MI 100%. MI 100% luôn. Chất gỗ đây. Các bạn nhìn này này. Chất này. Cái này nó hơi bụi. Tôi là ở nhà nó bụi lắm. Chất này. Không có tí vết nào luôn. Đảm bảo mọi người luôn nha. Không có tí vết. Em quay qua đây. Không có tí vết nào luôn. Sần hết. Sần hết mà cái bức này là nó không cách bức kia, gỗ sáng lắm nhé, hương này hương đá Gia Lai, gỗ rất là sáng,
chứ không kiểu này. Hương đá Gia Lai gỗ rất là sáng. Đây đầu là còn đũa bánh xe này, đầu đũa bánh xe cho mọi người đây. Sần hết, sần sụn hết, hàng sần hết, đây, sần sụn hết mọi người, sần sụn hết, sần sụn hết, để vào cái chiếc này nhé. Đồng giá là 4 đồng 8, à 4 đồng 6 bức nhá, 4 đồng 6 nhá. Cái 65 này, 46 bức, 65 này. 65 này, 48 này. 35 này. Rộng 65 cao 48 sâu quá lắm nhé. Đồng giá nhá. 46 ở bức mọi người nhá. 46 bức này to hơn này, em sẽ bán đồng giá thôi. Ok. Hai bức mọi người nhá.